Xin chào cô chú anh chị, hôm nay em đến với nhà của anh Xuân ha, để giao lưu với cô chú anh chị mình một số phôi mai, bông trang đồ cũng có đầy đủ ha. Trước tiên có cây mai quá trời khủng ha, hoành bảy mấy đó, đế đều gan hết trơn luôn, tàn cũng khủng luôn. Rồi để em vô trong em giao lưu với cô chú anh chị ha. Cây trang vàng lá nhỏ ha, thành phẩm luôn ha cô chú anh chị, vô dây đều luôn. Cây cách, cây cách cái dáng của nó khá là quái ha, cây lá cách á. Phôi mai vàng lùng lực luôn. Cây này sống khỏe luôn rồi, mai chiếu thủy ha. Cặp trăng đỏ quá trời vip luôn cô chú anh chị ơi, đỏ lá nhỏ mà nó tàn gì nè ha. Rồi chào khán giả cái luôn anh ơi. Rồi chào cô chú anh chị gần xa, bữa nay xin về có được là một số là bông trang dưới được một cây mai vàng dưới cây lá cách dưới cây mai khủng rồi trước dưới cây trăng vàng, cô mong cô chú anh chị xem ủng hộ em. Rồi cho em xin số điện thoại luôn anh ơi. Rồi số điện thoại của em là 0932944597, em tên Xuân. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Rồi cây đầu tiên là cây trang đỏ, cây K1 ha cô chú anh chị, cái này là bán theo cặp ha. Rồi. Rồi cái này là nó nguyên một bệ của nó luôn nha, nguyên một bệ liền luôn này, liền ha cô chú anh chị luôn, nguyên bệ nó ba thằng ha, bốn thằng được cái hoành thằng cơ bản đi, 17 hoành, tổng hoành luôn, tổng bốn thằng luôn, tổng bốn thằng 56 56 ha. Đo cây thoát thân của nó. Thoát thân nó là 30. 30 ha cô chú anh chị. Thoát thân là 30. Cây này chiều cao của nó là chấp tầm khoảng là 2,5 m đó cô chú anh chị. 2m tới 2,5 m ha. Ngang của nó là khoảng 1,2 m á. Tàn ngang của nó khoảng 1,2 m. Cây này là cây K1 ha. Qua đây. Tiếp theo cây K2. Này là một cặp luôn á cô chú anh chị. Cái này là một củ một luôn nha. Này liền luôn một, nha. Liền một bệ đế luôn nè. Này gốc một hả? Rồi, cho em xin thông số cái luôn. Bên đây cây khá là to ha cô chú anh chị. Ba mươi bảy hoành. Cái thân của nó to lắm ha. Rồi. Chiều cao nó thóc thằng của nó thì nó hơi ngắn, 15 ha. Ngang của nó đây, ngang nó 59. Cây này thì cao cũng khoảng cây kia đó, 2m tới 2,5 m ha. Tàn ngang, tàn ngang thì khoảng 1,2 m đó, tròn do đều gan luôn ha cô chú anh chị. Đỏ lá nhỏ này về mình trồng trước cửa là quá đẹp luôn. Rồi cặp này giao lưu nhiêu danh? Rồi cặp này giao lưu đó là 25 triệu. Em bao ship 200 km nha. Cặp K1, K2 này là 25 triệu ha cô chú anh chị, bao ship 200 km cho cô chú anh chị ha. Cây tàn này nặng lắm ha, bảo đảm với cô chú anh chị luôn nè. Quá trời, không lỗi một lỗ nào cho nha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây K3. Rồi tiếp theo cây mã số K3 cô chú anh chị. Cây mai vàng lùng lực ha. Chi cành đóng nè, chi cành đóng bật đều hết trơn nha cô chú anh chị. Cây khỏe mạnh luôn á, cây này trong chậu mà em mới mua về luôn, cũng lấy. Cái này là thuần chậu bứng ra ha. Đóng bầu nha cô chú anh chị. Đế nè. Đế đều mà cộng đế rất là lực ha. Cây rất là già luôn. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Sáu mươi hai hoành thân cô chú chị, ngay vị trí đó ha, chiều cao có luôn anh ơi. Này nó có sùng lách luôn đó nha. Chiều cao nó là 69, cao 69, đường kính bầu cái luôn. Đường kính bầu 58 là 58 nha cô chú chị.
mấy cái nách này nè cô chú anh chị, nè không quay kỹ lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Mấy cái nách này nè nó tét xù hết trơn nè. Đó, nó đâm tròn ngược lại hết này ha cô chú anh chị. Nè, mấy cái nách này nó lên xù à. Ha, xù cũng khá nhiều ha. Đó, cái bệ đế thì cũng khỏi chê luôn cô chú anh chị ơi. Đều luôn à. Rồi, cây K3 này anh giao lưu nhiêu vậy anh? 16 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Đó, cây mã số K3 này là 16 triệu ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn. Cây K4. Tiếp theo cây K4. Tiếp theo mã số K4, cây này là cây lá cách ha. Cây cách đó. Cây dáng cũng khá là quái cô chú anh chị. Độc lạ ha. Liền ha, một nguyên một cái bệ quá trời luôn. Thú luôn á. Nhìn nó lạ cây lắm. Rồi quay sơn vòng anh ơi. Cô chú anh chị mình xem kỹ ha, cây này nó quái cây mà nó đẹp cây lắm ha. Có mấy cái lỗ nè. Ra tự hết trơn. Nhưng mà cây nó đâm chồi lại rất là mạnh ha cô chú chị nè, đâm chồi rất là mạnh ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Thông số là lò thần ha. Đo cái thần chính của nó thần trước chính, đi. 59. 59 hoành thân này ha cô chú chị, thân này ha. Rồi. Cây này quái cây khó đo nha cô chú anh chị. Khó đo. Thôi cô chú anh chị mình hình dung nha. Cái này thân sau là 61. 61 thân sau ha. Chiều dài nguyên cái bệ luôn anh ơi. Chiều dài cái bệ đó là 80. Dài 80, chiều cao. Chiều cao của nó là 65. Cao 65 luôn. Rồi quay sơ một vòng luôn anh ơi. Đó, cô chú anh chị mình xem cây kỹ giúp em nha. Cái rồi. Hơi bị khó đò. Khó đò quá trời. Nguyên. Hát cộng dây không đủ cô chú anh chị ơi. Là tầm nó khoảng cỡ 200 cả 200 mấy quá. Cây này khoảng 1m9 đó cô chú anh chị. Quá trời luôn, hết cộng dây luôn. Rồi cây K4 này anh giao lưu nhiêu với anh? Cây này 3 triệu rưỡi. Đó, cây mã số K4 này là 3 triệu 500 ngàn đó cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Đó, tiếp theo cây K5. Đó, tới cây mai khủng nha cô chú anh chị. Đó, con cây mai khá là khủng nè. Cây mai tàn quá trời tàn luôn ha cô chú anh chị ha, chi cành nè. Tàn đa ha. Đế thì đều gan luôn cô chú anh chị ơi. Quay kỹ cái dàn đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Đế là đều gan luôn ha. Tàn đa lên đây 1 2 3 4 thằng ha. Rồi cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Em đo là 3 thớt rồi cho mấy cô chú anh chị coi luôn nha. Này là 68. 68 của anh. Đó, ngày vị trí đó ha. Rồi còn ở dưới. Đo ở trên đây. 71. 71 của anh ngay cổ đó ha cô chú anh chị. Cây cái đế nở lắm cô chú anh chị ơi. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là 96. 96 đường kính bầu ha. Đế là tới mé bầu hết trơn luôn cô chú anh chị. Cây này thì cao chắc tầm 3 mét đó cô chú anh chị. Cao khoảng 3 mét ha. Tàn ngang là khoảng 2m2. Rồi cái cây K5 này anh giao lưu nhiêu với anh? Cây K5 này anh giao lưu là 135 triệu. Đó, cây mã số K5 này là 135 triệu ha cô chú anh chị. Này mình bao ship tới đâu anh? 200 km. Bao ship chỉ 200 km cho cô chú anh chị thôi ha. Cây này cây tàn cũng hơi nặng ha.
Rồi tiếp theo luôn, tiếp theo cây K6. Cây K6 là một cây trang vàng á cô chú anh chị, trang vàng thành phẩm luôn. Cây này đã vô dây thành phẩm hết rồi, mình chỉ cần mình về mình chơi thôi cô chú anh chị ơi. Một cốt ha, cây một cốt á cô chú anh chị, già nứt hết trơn rồi. Chi cành đều hết rồi. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Có gì thì em bó bầu cho mấy cô chú anh chị, cây này cây trong chậu thần luôn nha. Cây này đóng bầu gửi cô chú anh chị nha. Hoành nó 21. 21 hoành nè cô chú anh chị. Cây cũng khá to ha. Đó, trang vàng lá nhỏ, bông cũng khá nhiều nè cô chú anh chị. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao nó 1m19. Cao 1m19, tàn ngang luôn. Tán ngang là 95. Đó, tàn ngang là 95 á. Rồi anh quay sơn vòng luôn anh ơi. Rồi cây K6 này anh giao lưu nhiêu với anh? Cây K6 này anh giao lưu cho 7,5 triệu. Đó, mã số K6 là 7,500,000. Trang vàng lá chứ lá nhỏ ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây K7. Tiếp theo cây mã số K7. Này là mai chiếu thủy ha. Nguyên cái gừng đó luôn nè. Nguyên một bệ về cô chú anh chị mình chơi theo dạng gừng á. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Thông số cái quà cái quà tổng đi. Tổng đi ha, cái tổng đó là 130. 1m3 chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao 53. Cao là 53 cô chú anh chị. Rồi cây K7 này anh giao luôn nhiêu cho anh? 1,850,000. Cây K7 này là 1,850,000 ha, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây K8 luôn. Cây K8. Cây K8 là một cây trang đỏ ha. Vô đây giao lưu với cô chú anh chị ha. Đây, cây trang đỏ, cây này cũng có vô dây cô chú anh chị, tàn cũng tròn này. Cái thằng của nó là to dữ lắm ha, đỏ lá nhỏ. Rồi cho em xin hoành luôn anh ơi. Ba mươi chín hoành. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao 130. 1m3 tàn ngang luôn. Tán ngang là 100. Đó, tàn ngang là 1m ha cô chú anh chị. Cây này tàn tròn đều hết trơn ha, thân khá là to. Rồi cây K8 này anh giao lưu nhiêu với anh? Cây này anh giao lưu đó 18,500,000. Cây K8 này là 18,500,000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi tiếp rồi, theo còn cây K9, cây Nguyệt Quế. Cây mã số K9. Cây này là khỏe mạnh luôn. Cây Nguyệt Quế nha cô chú anh chị. Đây để em đi một vòng em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đế thì chôn dưới rồi ha cô chú anh chị, đế chôn xuống dưới mớ rồi. Chi cành ha, thằng đa đẹp lắm. Thằng đa bonsai lùng lực ha, bonsai dạng bonsai đại ha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ đế nó nở ha. Và cho em xin thông số luôn anh ơi.
chiều cao tổng hoành là chưa đấy đó. Hoành là 86 ha cô chú anh chị. 86. 86 hoành, chiều cao luôn. Chiều cao là 76 luôn. Cao là 76. À. Đang đâm mục luôn. Cây này nó cũng đâm chồi nè cô chú anh chị. Cây khỏe mạnh. À. Rồi, cây K9 này anh giao luôn như vậy. Cây này anh giao lại 17.500.000. À, K9 này là 17.500.000 ha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Cây này là giao là đóng bầu gửi cô chú anh chị nha. Bầu còn nguyên luôn á. Rồi, tiếp theo luôn anh nè. Rồi, tiếp theo là cây mã số K10 á cô chú anh chị. À, cây mai vàng ha. Cây này chi cành đều gan luôn. À, chi cành đóng rất là đều ha. Báo trước với cô chú anh chị là cây này là hai thân ha. À, hai cây gời ha. Cây gời hả cô chú chị, nhưng mà hai cây nó gặp lại nó tạo cái bộ đế rất là đẹp nè. Hai đúng câu hình nhau vô. Nhiêu nè. Rồi, cho em xin thông số luôn. Rồi, thông số luôn anh ơi. Rồi, thông số là giờ em đo cộng chung luôn nha. Rồi, đo tổng luôn đi anh ơi. Mình quay 59 hoành ha, tổng hoành là 59, đo cái thằng lớn luôn anh ơi. Cái thằng lớn này đo trên này. Đo thuốc ở trên mới được ha, ở dưới đo không được ha cô chú anh chị. 38. 38 hoành, ở dưới này nở ha. Cái bề đế thịt luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao 66. À, cao là 66. 8.050. Ở đường kính bầu là 50 ha. Rồi quay sơ một vòng luôn anh ơi. Rồi cây K10 này anh giao luôn nhiêu với anh? 66. Cây này 6 triệu bao ship toàn quốc. Đó, cây K10 là 6 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi. Tiếp theo cây số 11. Cây này cây bông trăng vàng ha cô chú anh chị ha. À, già quá trời. Này là trăng đỏ ha. À, già trăng đỏ mà già như trăng vàng nha cô chú anh chị. À, cây cũ ha. Cây cũ đặt cứ ngắt luôn ha cô chú anh chị. À, và cho em xin thông số luôn anh ơi. Ba mươi lăm hoành, chiều cao luôn, chăm chẳng, cao 1m ha cô chú anh chị. Cán bay nó cũng 1m06. À, chiều dài của cành bay là 1m06 á cô chú anh chị. Đường kính bầu ngang là 3 tấc mốt. À, đường kính bầu là 31. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu với anh? 3 triệu. À, cây mã số là K11 này là 3 triệu ha, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi, chào khán giả cả luôn anh ơi. Rồi, chào cô chú chị gần xa. Hôm nay em quay được số cây đó thì cô mong cô chú anh chị ủng hộ em. Rồi, cô chú anh chị nhớ ủng hộ anh Xuân nha. À, để anh Xuân đi tìm những cái cây mai đẹp để về giao lưu với cô chú anh chị nha. À, và một số cây bonsai khác em cũng xin chào. Chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.